Hello và xin chào tất cả anh em đã cùng quay trở lại với channel mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video về Question Star phiên bản guitar có thể có chức năng tàng hình nha anh em. Ok. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chơi game một cách mà dễ dàng. Thì nếu như mà anh em tải về thì rối lắm, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết luôn. Ok, anh em vẫn tải về đây. Đấy, anh em kích hoạt như mình nha. Đây, anh em thấy hai file này không? Hai file này sẽ là kích hoạt sâu nhất nha. Thấy bước 1, bước 2, CDK nè. Đấy. Đây, anh em kích hoạt từ đây. Đây, đây, anh em kích hoạt ba cái này trước. Đó, kích hoạt như mình. Run. Run. Yes. Bước 2, yes luôn. Yes luôn. Giờ anh em đứng kích hoạt nhân vật. Anh em kích hoạt hai file hồi nãy mình nhé. Cái chính là file CDK 1 này. Yes. Giờ kích hoạt CDK nữa này. Đấy, ok, anh em chọn nhân vật đi. Đó, anh em phải nhớ làm như mình nha. Đó, quá dễ thôi. Đấy, alo nè. Đấy, anh em thích chọn cái nào chọn nha. Bước 6 nè. Đó, anh em chọn nhưng mà là Windows nha anh em. Thì mình khuyên anh em lên chơi Windows, vì Windows nó sẽ giúp anh em gọi là chơi gọi là ngon hơn, dễ dàng hơn. Đó, ok, giờ chạy game nè. Đó anh em thấy không, Windows sẽ chạy game một cách dễ dàng hơn. Từ từ nha anh em, để mình kích hoạt nhỏ tiếng rồi. Rồi ok anh em ạ, kích hoạt nhỏ tiếng rồi. Đấy, nếu như anh em nào mà thấy tối quá, anh em bấm chỉnh cao nhất cho mình. Đó, hai cái này cao nhất nha, vô phần video chỉnh hai con này cao nhất. Ok, đó anh em ghim nó dưới đây, em tắt đi em mở lại anh em mới vào chơi được. Đó, đó vậy đã xong. Ok, sáng lên thấy không anh em. Đó, giờ anh em chọn chơi móc một lần, anh em chọn Chinchita, đi Chinchita anh em, lê in Chinchita. Đó, và móc một lần liền, chờ tí nha anh em. Nhanh nhanh nào, càng nhanh càng tốt. Nếu như anh em thấy lâu anh em kích hoạt như mình. Đó thấy không, bấm nhanh nó tự động kích hoạt. Đó, đây chính là phiên bản mà y táo có thể tàng hình nha anh em. Đấy, thì mình quay cho tàng hình khá là lắc luôn. Phiên bản này còn có cái bản mà trúng WC đó anh em ạ. Đó anh em thấy không, trúng WC đó, bổ một Liberty AK Knight ZM3. Đấy anh em nè, mày làm gì tàng hình này, anh em thấy chưa, anh em thấy tàng hình chưa, mày làm gì, mày làm gì, cho mày xài súng luôn đấy. Bình tĩnh. Đấy, anh em thấy không, tàng hình rất chi trong suốt luôn. Chết. Đấy, anh em có thể đổi do bằng cách bấm F nha anh em. Mình đã quay trong video trước rồi. Đấy, rất chi là phơi pha luôn. Thì mình đã chỉnh cho anh em những cái combo súng mà mạnh nhất trong đây, thuận lợi nhất cho anh em xâm dâm trong đây rồi. Ở trong đây thì ngon cái là y tá có thể tàng hình, và cộng lại với này Athena đó chính là có thể gọi là đổi hình zom khác anh em. Gì mày, tao cận luôn. Ui dồi, con nhờ anh chết luôn. À đây đây, ui giời ạ, cái con nè. Ui dồi, hai kill, ôi bắn chết luôn kìa anh em kìa. Tin được cái thanh xuân này mạnh bè. Vãi. Ui ui, hết sọt luôn. Không thể tin được. Chuyện lạ quá thật. Bắn nhau tu vậy. Không, trước tiên thay đạn đi.
À đây đây. Đây một cái một cái shot. Quá là chuẩn luôn. Ui giời, nó không tính mình. Mày làm gì? Đấy, thấy không anh em? Mình đã có TS y tá tàn hình rồi. Đâu đâu đâu, ở đây đây. Thôi bình tĩnh bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Ui giời, nó giết mình luôn kìa. Không nào tin được. Thì chào lại thôi. Quá là dễ dàng không nào. Thì mình vừa cập nhật lên game mà mình quay video cho anh em chơi luôn. Quá là dễ dàng luôn. Cái combo ba lô 7 mình thấy cũng ngon. Có thâm sân nè, 1000 mấy viên. Đủ nên bắn chưa? Đấy, chân thật của thâm sân quá là chân thật luôn. Đâu? Mày làm gì đây? Ui giời, headshot, không tin được. Đâu rồi, đâu hết rồi. Ui giời, sao nó cứ lắc răng chuột ra ngoài thế này. Đấy. Anh em trong đây anh em đừng có buồn. Vì biến hero trong đây anh em rất chi vui luôn. Đấy. Anh em có thể tàng hình được mà. Sao không vui được. Nó rồi ta. Nghe hướng bên đây. Đúng rồi. Thì 8 này nhảy cao phết anh em ạ. Đấy tàng hình. Đây cái combo ba lô thứ 4 là combo mạnh nhất rồi anh em nè. Đấy anh em thấy không? 90/1, 11.225, 250 viên anh em. Nhiều đạn vãi chưởng luôn. Phiên bản với phiên bản trước anh em biến hero anh em thích lắm phiên bản này. Thôi anh em rất chi là mừng khi mà được làm hero nhá. Lột làm zombie chứ. Hero quá bình thường. Ui ui. Anh em thấy không? Ui thôi bình tĩnh các anh ơi, bình tĩnh. Nó chỉ còn trong một. Nó chỉ còn giữ được trái thôi anh em ạ. Nó không đủ chiếc mình à. Ui giời, giờ không tính à. Tao cầm này tao tin hết. Này giống y như phiên bản set này S2.9 anh em ha. Có cái cây này là 11.000 viên. À ha. À. À làm gì? À ha nè. Ui giời giết luôn. Ui giời. Xuống đây cho tôi cận chiến cái nè. Đúng rồi. Mày làm gì mày định cận? Mày định chém anh mày trước à? Khó lắm. Cũng quá khó để anh em chinh phục phiên bản câu chuyện Ares nha anh em. Thật khó luôn. Cho dù anh em nằm hero anh em cũng dễ chết nữa. Xuống đây. Thế khách. Ui giời ạ. Nó không chết. Châu bãi trường. À à à thâm sân nè. Mày thích thâm sân không? Ui giời, nó bắn xuyên tường luôn. Đâu, zombie kia đâu. Thôi, và thôi chắc video của mình cũng phải là dừng tại đây thôi nhé anh em. Cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video khác nha. Bye bye.